Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề trồng răng implant 3D. Thì trồng răng implant 3D là như thế nào? Trồng răng implant là phương pháp tối ưu nhất dùng để phục hồi lại chức năng ăn nhai đối với việc mất răng vùng răng sau và phục hồi lại thẩm mỹ nụ cười đối với mất răng vùng răng trước. Thì trồng răng implant 3D là phương pháp trồng răng implant có ứng dụng kỹ thuật số giúp cho việc trồng răng implant thực hiện được chính xác hơn, nhanh hơn, ít đau, ít chảy máu so với phương pháp trồng răng implant truyền thống. Đồng thời bệnh nhân có thể có được nghe răng để gắn ngay sau khi thực hiện cái ghép implant. Trồng răng implant 3D là phương pháp trồng răng implant có ứng dụng kỹ thuật số, chính vì vậy mang lại rất nhiều ưu điểm so với phương pháp trồng răng implant truyền thống. Thì thứ nhất, trước khi thực hiện phương pháp trồng răng implant, bệnh nhân sẽ được chụp phim CT và sau đó sẽ được thực hiện quét mổ hàm bằng máy quét reset. Sau khi đã kết hợp hai dữ liệu với nhau, sẽ đưa lên ứng dụng phần mềm thiết kế máy hướng dẫn phẫu thuật, từ đó có thể lên kế hoạch chính xác giống như tôi đang thể hiện trên màn hình vi tính hiện nay. Sau khi đã có được kế hoạch chính xác, chúng tôi sẽ tiến hành in máy hướng dẫn phẫu thuật dùng để thực hiện đặt implant. Với máy hướng dẫn phẫu thuật, khi thực hiện đặt implant thì việc phẫu thuật implant sẽ diễn ra rất nhanh chóng và chính xác, ít chảy máu, đồng thời không xâm phạm nhiều, giúp cho bệnh nhân sau phẫu thuật cái ghép implant không bị đau nhức nhiều. Đồng thời, đối với sau khi đã trồng răng implant bằng phương pháp kỹ thuật số, bệnh nhân còn có thể có được răng để gắn liền dùng để ăn nhai để cải thiện thẩm mỹ nụ cười. Trồng răng implant 3D thì rất đa dạng, có thể là những khách hàng có răng lung lay cần phải nhổ, hoặc những khách hàng đã bị mất răng lâu năm, hoặc những khách hàng cần phục hồi lại chức năng ăn nhai nhưng không muốn sử dụng để hành giả tháo lắp, tháo ra lắp vào, hoặc không muốn làm cầu răng thì có thể phải mài xâm lấn vào các răng kế cận. Chính vì vậy, phương pháp trồng răng implant là phương pháp tối ưu để phục hồi lại các răng đã bị mất mà không xâm lấn các răng kế bên.